Đây, bạn thấy vốn mình nó tăng không? Đây là cách các bạn có thể kiếm 20 củ mỗi tháng, và làm theo hướng dẫn này các bạn hoàn toàn có thể làm được nha. Các bạn vào một trò chơi giúp mình nè. Sau đó các bạn sẽ chọn trò chơi này ha. Cái phương pháp này nó đơn giản thôi. Mình sẽ sử dụng cái phương pháp loại trừ ha. Các bạn sẽ vào cái mục là lịch sử của nó nè. Mình ở đây á, mình sẽ xem là 10 con gần nhất ha các bạn. Ok, mình sẽ loại là cái con vừa ra gần nhất là mình loại. Cái thứ hai nữa là mình tìm 2 cái cặp trùng nhau. Thì ở đây mình vừa thấy có một cái cặp số 9 là nó trùng nhau nè. Các bạn lưu ý là cặp trùng là nó có từ 2 con đổ lên giống nhau là mình tính một cặp trùng ha. Rồi một cặp số 4 nữa nè các bạn. Ở đây thì mình thấy có cặp số 8 nữa nè. Vậy nếu trường hợp nó có 3 cặp trùng như vậy, mình sẽ ưu tiên mình lấy 2 cặp gần nhất nha. Mình lấy con số 9 nè và con số 8. Nhưng mà ở đây con số 8 nó đã có kết quả trên đây à, thì mình sẽ lấy thêm một cặp bù thêm nữa ha, là cái cặp số 4 này luôn. Vậy nếu trường hợp này mình sẽ loại con 8, loại con 9 và loại con 4, mình sẽ đi tất cả những con còn lại. Rồi thì bây giờ mình sẽ thực hành nha. Bây giờ nó đã qua một cái phiên khác nè, bây giờ mình sẽ loại lại nha. Mình loại con 0 nè, mình loại con 8 nè và mình loại con 9 ha các bạn. Đây, 2 con gần nhất là 8 và 9 và 0. Ok, thì với cái vốn từ 500 mình sẽ đi lệnh là 5 đô nha. Mình sẽ loại là mình không đi, mình sẽ đi những con còn lại thôi. Lúc nãy mình loại là 0, 8 và 9, mình đi là những con này ha. Và trường hợp nếu như mà lệnh này các bạn win á, các bạn sẽ kiếm được là 2,75 lần vốn nha. Thì vốn 5 đô này kiếm 2,75 lần của 5 đô thì nó ra khoảng tầm 13,75, sau đó khoảng 330k. Ok, các bạn chờ kết quả nó ra nha. Đây, nó ra con 6 mình win nè. Đây, các bạn thấy vốn mình nó tăng không? Một ngày các bạn kiếm 2 lệnh thôi thì nó rơi vào khoảng 27,5 đô. Đó, một tháng như vậy thì nó khoảng đâu đó tầm 1k mấy, 20-30 đô không? Khoảng 27 đô một ngày đúng không? Nhân với một tháng thì nó đâu đó khoảng gần 1k, nhân tỷ giá thì đó khoảng tầm 20 củ. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi tiếp một lệnh nữa ha, mình loại con 6 nè. Mình vẫn loại con 8 và loại con 9 ha. Đây mình đi thêm lệnh 5 nữa nè. Ok ha. Đây. Đó, các bạn thấy công thức này đơn giản nè ha. Mình đi 7 con và mình loại 3 con. Và 3 con này là phải có đúng với cái phương pháp mình mới đi. Trường hợp mà nó không có thì mình sẽ không đi, mình chờ một tí ha. Thì một phiên như vậy nó khoảng 1 phút thôi các bạn. Ok, các bạn chờ kết quả nó ra nha. Đây, nó ra con 9 nè ha. Con 9 là mình lót ha, mình vừa lót cái lệnh này, không sao ha, mình vẫn đi thêm một lệnh nữa. Đây, để mình sửa lại nha, 15 đô mới đúng. Rồi mình đi lệnh 15 đô nha. Rồi mình vẫn đi cái lệnh cũ lúc nãy nha. Lệnh cũ lúc nãy là các bạn nhớ mà 6 nè, 8 và 9 là mình loại, thì mình sẽ đi những con còn lại. Đấy là lúc nãy là mình đi như này nè. Ok ha, mình đi lệnh 15 để mình kéo lại cái lệnh 5 nha. Rồi, đơn giản như vậy thôi ha. Thì để xem là nó win hay nó lót á, thì bạn sẽ vào mục lịch sử bạn xem nè. Đây là lúc nãy mình vừa ăn là 13,75 nè. Đúng luôn ha. Cái lệnh gần nhất là mình vừa lót 35 nè, nhưng mà mình vừa đến cái lệnh 15 nó đang mở nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chờ kết quả nha. Nếu mà nó ra khác con 6, khác con 8 và khác con 9 thì mình sẽ win cái lệnh này. Đây nó ra con 2 mình win nè. Đó. Thì các bạn thấy không? Ở đây á, trừ đi cái lệnh lỗ lúc nãy là mình kiếm cái lệnh này là 6 đô 2 đúng không? 6 đô 2 cộng với 13 là nó ra 19 đô ha. 19 đô thì nó rơi vào khoảng 400 mấy các bạn. Đó, thì ở đây lời khuyên của mình ha, các bạn chỉ cần win 2 lệnh thôi. Rồi các bạn sẽ chốt lời ở cái phiên này. Đó. Rồi các bạn muốn kiếm thêm, muốn kiếm nhiều hơn hay gì đó thì các bạn sẽ chờ cái phiên sau ha, ví dụ như khoảng tầm tiếng 2 tiếng gì đó, các bạn mở app các bạn đánh lại thì nó sẽ ok hơn nha. Đó là lời khuyên của mình cũng như là cái kinh nghiệm của mình đi như vậy á. Một phiên như vậy các bạn vào kiếm 2 lệnh thôi, trường hợp win hay loss gì đó thì các bạn kéo lại ha. Nếu mà kéo ăn 2 lệnh thì các bạn sẽ chốt lời, sau đó bạn muốn đi tiếp á, thì các bạn sẽ out ra một xíu khoảng 1-2 tiếng các bạn vào lại thì nó sẽ ok hơn nha. Rồi thì sẵn tiện mình cũng chia sẻ với cái chương trình là thưởng nạp của bên mình luôn nha. Bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn đăng ký tài khoản cũ là mới đều hỗ trợ thưởng cho bạn nha. Trường hợp nạp lần đầu thì bên mình sẽ thưởng với cái mức tương ứng, nạp 20 thưởng 3, 50 thưởng 5 và 200 thưởng 20. Tương tự nạp lần 2 thì bạn sẽ thưởng tương ứng với cái khoản này nha. Nạp lần 3 thì sẽ thưởng nhiều hơn, từ 200 sẽ thưởng 20 này là khoảng 10% các bạn. Rồi 1k thì thưởng là 108 luôn ha, 3k thưởng 288. Để nhận được cái ưu đãi này với điều kiện là đăng ký tài khoản qua link giới thiệu của mình. Link thì mình để ở phần mô tả cũng như là phần bình luận đều có nha. Còn trường hợp mà các bạn kiếm không có thì bạn có thể lên Google gõ đúng cái từ khóa này là ra nha. Khi mà đăng ký xong thì các bạn sẽ nạp với số tiền tương ứng và sau đó liên hệ với bạn này thì bạn này sẽ hỗ trợ tặng thưởng cho bạn nha. Trường hợp mà các bạn không biết nạp như thế nào thì bạn này cũng hỗ trợ cho bạn luôn nha. Các bạn hãy liên hệ tài khoản Telegram của bạn này sẽ hỗ trợ bạn từ A đến Z. Và đó là cách giúp cho bạn kiếm 20 củ mỗi tháng trên sàn CoinVid bằng một cái bí mật mà hầu như ít có ai muốn chia sẻ với các bạn. Chúc cho bạn thành công và kiếm thật là nhiều tiền từ sàn CoinVid nhé.